Đi 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 từ từ từ. Đây là ngày 2 tháng 6 2020, Đài Tiếng Nói Vì Dân cùng Trương Yến thực hành với dân oan ba miền chúng tôi đi đến Bộ Công an, yêu cầu Bộ Công an vào cuộc đó trả những gì nhân dân đã cướp nhân dân chúng tôi, vì nhà cầm quyền các tỉnh đã cướp nhân dân chúng tôi. Giờ tôi nhân dân chúng tôi đến tổng bộ công an, yêu cầu công an vào cuộc để điều tra bắt cướp những chính quyền địa phương nào cướp cái gì của dân là trả lại cho dân, nhân dân chúng tôi, vì nhân dân chúng tôi quá khổ, nhân dân chúng tôi không còn có con đường nào sống, nhân dân chúng tôi đi như thế này bởi vì tà quyền các tỉnh đã cướp đất, cướp nhà nhân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi không trả, nhân dân chúng tôi đơn tố cáo, chẳng hạn như tôi tố cáo Hồ Quốc Dũng, chủ tịch tỉnh Bình Định đi cướp đất của dân, nhân dân đòi đi bán. Riêng giờ tôi cướp đất của tôi lúc 4 giờ sáng ngày 30 tháng 9 2011, như vậy là Hồ Quốc Dũng tỉnh Bình Định quá tối nát hèn với dịch mà ác với dân. Giờ chúng tôi sẽ đi đòi, đi đến Bộ Công an để mà yêu cầu Bộ Công an vào cuộc ra điều tra bắt cướp. Dân oan ba miền chúng tôi bây giờ đi đến Bộ Công an 40 hàng bài để yêu cầu Bộ Công an, yêu cầu ông Tô Lâm, nhân dân chúng tôi yêu cầu ông Tô Lâm vào cuộc, vào cuộc đó điều tra các tỉnh đã cướp đất, cướp nhà nhân dân chúng tôi. Nếu là nhân dân chúng tôi đất làm cái gì cho công an, người ta có cái quốc phòng thì bất cứ cái gì của nhà nước thì nhân dân tôi chúng tôi cũng đền bù nhân dân chúng tôi, thỏa thuận nhân dân chúng tôi đó đi đến. Không phải là nhân dân chúng tôi đã tạo lập được nên đất, các người cướp đất, cướp đất, cướp nhà nhân dân chúng tôi, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh thả người trường cả. Tội mẹ tôi là giết cha tôi mà cha tôi không còn sống đâu. Ông lớn ở đâu? Ông Tô Lâm ơi. Ông Tô Lâm. Ông Tô Lâm. Ông Tô Lâm ơi. Ông Tô Lâm. Cha tôi là giết cha tôi, cha tôi không còn sống ở đây mà mẹ tôi bị giam 4 năm nay. Không cho bỏ sống chết. Bây giờ mẹ tôi đang ở Tôi là ba cứu người đây. Con tôi ra. Tô Lâm. Giam cuộc. Qua nước quá đáng ơi. Nhà nước ơi. Tha vợ con tôi ra. Công an Hà Tĩnh thì thả vợ con tôi ra ngay lập tức. Bà con ơi, phải trả tự do cho mẹ tôi ngay lập tức. Thả vợ con tôi ra. Bắt người vô tội. Bắt người vô tội. Công an Hà Tĩnh. Bắt người vô tội. Yêu cầu công an Hà Tĩnh thả tự do cho vợ tôi.
Tự do. Tự do. Tự do cho mẹ tôi là bà Sam. Tự do. Mẹ tôi không giết chồng. Tự do. Đây là hình ảnh là báo và nền chế của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã đăng tin sai sự thật là nghịch tử của mẹ và bạn gái đã tội đẫm xăng xiêu sống cha mà cha tôi còn đây là chốn âm mưu thủ đoạn cướp giật giấy tờ chứng từ mà trong quá trình chúng cướp đất của gia đình tôi thì chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã dựng hiện trường giả làm mà vợ và con trai đã tẩm xăng xiêu sống cha mà tất cả các báo đài đã đăng tin mà không cho chúng tôi được nói. Thời gian vừa qua 4 năm nay gia đình tôi cầu cứu tới Bộ Chính trị, Bộ Công an và tất cả các ban tư pháp, các cơ quan ban ngành trung ương mà đã bịt miệng gia đình tôi. Xin quý đồng bào, bà con trong và ngoài nước một sự đau xót rồi thôi mọi người. Bây giờ mẹ tôi 4 năm trời công an tỉnh Hà Tĩnh giấu mất xác ở đâu mà trách nhiệm của Bộ Chính trị, Bộ Trung ương không hề hay biết vụ án này. Đây là người chồng, người cha, cha tôi là ông Phan Văn Tuấn tự tí còn sống ở đây mà bây giờ giết hại mẹ tôi đâu. Mà cả bộ công an để cho Hà Tĩnh thành lập một đất nước Hà Tĩnh không được quyền quản lý của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây là không phải tôi. Bọn cách mạng xuống thôn. Đã đâu? Mẹ tôi ở đâu? Bốn năm nay mẹ tôi
ơi, phải trả tự do cho mẹ tôi, mẹ tôi không có giết cha tôi. Đảng ơi, nhà nước ơi, tự do cho mẹ tôi là bà Sen. Mẹ tôi không có giết cha tôi vẫn còn sống sờ sờ này. Ông Lâm ơi, ông ta không che cho bọn tỉnh Hà Tĩnh, công an tỉnh Hà Tĩnh giết chứ. Nhìn nó quỷ, nhìn nó quỷ, nhìn nó quỷ, nhìn nó quỷ. Phải trả tự do cho mẹ tôi. Mẹ tôi không giết chồng, 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 mẹ tôi không giết chồng,
của người ta còn sờ sờ đây mà nói người ta đốt là bất công kết tội, coi như là Trang đó rồi, là gia đình người ta đi thăm nuôi, cướp nhà của bà Trang, biết sống chết như thế nào. Công an Hà Tĩnh cướp đất, cướp nhà bà Trang, coi như bà Trang là đốt chồng, thiêu chồng chết. Bây giờ đây là coi như là ông chồng bà Trang là người đó là thiêu đất của ông, là công an Hà Tĩnh là người dư luận giết tội là bà Trang đốt chồng, thiêu chồng chết. Lại kêu nó
đi, đã chịu nó đi. Để kêu nó đi. Để kêu nó đi nè. Là kêu giùm, là kêu giùm, là kêu giùm nó đi đi. Là kêu giùm nó đi nè. Có quá rất cảm ơn như vậy nữa không mà các ông bà ông cho giải quyết. Gia đình người ta coi như là giúp mẹ người ta là coi như là quan ức. 4 năm rồi. 4 năm trời không có cho thấy mặt. Ừ. 4 năm rồi, thưa bà con, cô bác trong ngoài nước giúp đỡ cha con tôi. Nam mô Đại Phật ơi trời. Đa đạo tham nhũng. Đa đạo. Đa đạo tham nhũng. Đa đạo. Đa đạo không mang hà tuấn chiêm thường pháp luật. Đa đạo. Đa đạo không mang hà tuấn chiêm thường pháp luật. Đa đạo. Đa đạo tham nhũng. Đa đạo. Đa đạo quan tham các tỉnh cướp đất hại dân. Đa đạo. Đa đạo quan tham các tỉnh cướp đất hại dân. Đa đạo. Đa đạo quan tham các tỉnh cướp đất hại dân. Đa đạo. Đa đạo tham nhũng. Đa đạo. Đa đạo tham nhũng. Đa đạo. Đa đạo tham nhũng. Đa đạo. Đa đạo công an Hà Tĩnh hiền với giặc ác với dân. Đa đạo. Đa đạo công an Hà Tĩnh hiền với giặc ác với dân. Đa đạo. Đa đạo công an hiền với giặc ác với dân. Đa đạo. Đa đạo công an hiền với giặc ác với dân. Đa đạo. Đa đạo tham nhũng. Đa đạo. Đa đạo tham nhũng. Đa đạo. Nhân dân chúng tôi bầu thì tất cả nhân dân chúng tôi không có đau khổ như thế này, nhân dân chúng tôi không mất đất mất nhà như thế này, bởi vì đảng cử đảng bầu cho nhân dân chúng tôi không được quyền bầu. Nên nhân dân chúng tôi yêu cầu ông Nguyễn Phú Trọng hợp kỳ này để nhân dân chúng tôi được quyền bầu, đi đi bầu, được quyền cầm lá phiếu đi bầu. Hương các người để ấy là tiếng người ta lên kia. Xin kết thúc với anh chị em.